Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Định đã năng động hơn trong cơ chế thị trường, vận động thành viên tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong sản xuất kinh doanh, không chỉ mang lại lợi ích cho các thành viên mà còn góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, xây dựng nông thôn mới. Hợp tác xã nông nghiệp Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn là một điển hình tiên tiến trong số đó. Trong những ngày này, bà con nông dân thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Hoài Mỹ không chỉ phấn khởi được mùa lúa vụ đông xuân 2020-2021, mà còn tất bật cho việc tập kết lúa và cân bán lúa cho doanh nghiệp thu mua. Từ năm 2009 đến nay, Hợp tác xã nông nghiệp Hoài Mỹ đã xây dựng thành công các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống với 6 doanh nghiệp trong nước. Sản xuất lúa giống chất lượng cao, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân thành viên. Trong đó, đặc biệt là từ năm 2015 đến nay, Hợp tác xã đã duy trì được việc liên kết với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI Hà Nội để canh tác những giống lúa do đơn vị này cung ứng như ADI 168, ADI 130, ADI 26. Đây là những giống lúa mới cho chất lượng gạo ngon được thị trường miền Bắc rất ưa chuộng. Bình quân mỗi năm, Hợp tác xã hợp đồng và sản xuất những giống lúa này trên tổng diện tích 190 hectare của các thôn như Mỹ Khánh, Mỹ Thọ, Xuân Binh, Khánh Trạch và Định Công. Bình quân mỗi cánh đồng lớn này rộng khoảng 40 hectare, sản xuất chính là vụ đông xuân, với năng suất dao động từ 74 đến 76 tạ trên 1 hectare. Riêng năm nay đạt đến gần 79 tạ trên 1 hectare. Hiện có trên 700 hộ thành viên hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết này. Mỗi vụ bán cho công ty ADI Hà Nội 850 tấn lúa, mang về doanh thu gần 8 tỷ đồng. Mỗi ký lúa, nông dân thành viên đạt lợi nhuận 1.900 tỷ đồng. Riêng hợp tác xã thu được 340 triệu đồng. Trước đây nhà em, gia đình em cũng làm 5 sào, mà làm toàn là lúa thịt là đang đắp bờ, đang mình chỉ làm lúa ăn sử dụng năng thấp, năng suất nó cũng thấp. Mà từ khi mà hợp tác xã đưa ra lúa giống thì mình làm ra thì nó cũng đạt được tiêu chuẩn, suất lãi suất nó cũng có, nên là gia đình em cũng làm vào để thu nhập, để có thu nhập. Nói chung là diện tích có đất sản xuất lúa của hợp tác xã là 750 hectare. Nhưng mà quá trình lâu năm là người dân ở đây là làm ăn theo cái dạng thuần nông, là cái sản phẩm làm ra thì bán rất là thấp, nên hợp tác xã liên kết các công ty để rồi mang lại, nhất là công ty ADI Hà Nội và công ty Nghệ An. Từ năm 2009 tới giờ thì nói chung là hợp tác xã sản xuất là hàng vụ là khoảng 250 hectare. Hai đứa ta thì thu mua, công ty thu mua lại là gần mấy tấn lúa, gần rưỡi tấn lúa. Rồi khi mà rưỡi tấn lúa thì tính ra cái chi phí thì người dân cứ một cái lúa người ta sẽ hưởng được 2.000 đồng, lợi nhuận 2.000 đồng. Thì người dân từ đó thì người dân đã rất là mê hợp tác xã, để rồi nhiều hợp tác xã liên kết các chuỗi sản xuất để rồi tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Là một trong những hợp tác xã đầu tiên ở thị xã Hoài Nhơn chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Sau khi cơ cấu lại tổ chức, Hợp tác xã Nông nghiệp Hoài Mỹ đã xây dựng và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh theo hướng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đáp ứng theo nhu cầu của thành viên và theo thị trường. Bên cạnh việc nâng tầm quy mô sản xuất hàng hóa đối với cây lúa, Hợp tác xã Nông nghiệp Hoài Mỹ còn tiến tới khai thác tiềm năng của cây dừa, vốn là cây trồng phổ biến của địa phương. Từ năm 2014, được sự hỗ trợ từ dự án sinh kế nông thôn bền vững do Cơ quan Phát triển Quốc tế New Zealand tài trợ và nguồn vốn của Trung tâm Khuyến công tỉnh, Hợp tác xã đã đầu tư xưởng sản xuất dầu dừa tinh khiết với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, vốn đối ứng của riêng hợp tác xã là 350 triệu đồng. Xưởng có công suất chế biến 1.200 lít dầu dừa tinh khiết mỗi năm. Lượng dừa thu mua từ thành viên hợp tác xã và một số địa phương lân cận là 20.000 quả. Với giá bán bình quân 350.000 đồng một lít dầu dừa tinh khiết cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, doanh thu từ dịch vụ này của hợp tác xã đạt khoảng 400 triệu đồng mỗi năm. Nói chung là hợp tác xã là khi chuyển đổi qua luật 2012 thì hợp tác xã mở rộng dịch vụ. Trước mắt là để làm cho bà con để thu nhập cao và mang lại lợi nhuận cho bà con càng nhiều càng tốt, và đồng thời mang lại cái lợi ích cho hợp tác xã. Trong đó có dịch vụ chế biến dầu dừa.
Tại vì cái thị trường mới nay là toàn là người ta sản xuất sạch, hồ trà dưa là hoàn toàn là hoàn toàn sạch, nên là mình sản xuất ra là thị trường của nhà là yêu cầu là những sản phẩm sạch để cho bà con tiêu thụ và đáp ứng cái nhu cầu sức khỏe của bà con. Lâu nay bà con thì chỉ cái tập quán bà con là chỉ bán cho thương mua là rất là thấp, nhưng mà với xã thì vừa trái rất là thấp, nên là cái xã thu mua hiện nay là dựng là như bà con bán 4.000 thì cái xã thu tăng 7.000, nó lợi nhuận cho bà con rất là cao. Mình thu mua vừa trái, vừa trái về bắt đầu chế biến sản phẩm. Trong thời gian vừa qua thì đối với hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp Hòa Mỹ có nhiều cái phải đánh giá là rất là phát triển, mở rộng nhiều cái dịch vụ, trong đó là đặc biệt là cái dịch vụ liên kết với các doanh nghiệp về cái chuỗi sản xuất bao tiêu sản phẩm cho người nông dân. Thì qua đó thì nó góp phần lại cái lợi nhuận cho xã viên, kể cả lợi nhuận cho địa phương. Đặc biệt là trong những năm vừa qua thì với cái sự phối hợp giữa các nhà doanh nghiệp với nhau thì cái năng suất lúa của Hòa Mỹ là một trong những là cái địa phương đi đầu của thị xã Hòa Nhơn, góp phần nâng cao cái giá trị sản phẩm cho ngành nông nghiệp. Ngoài cái tập trung để mà phục vụ cái sản xuất cây lúa thì hợp tác xã cũng hiện nay á thì có thêm các dịch vụ như là sản xuất cái dầu dừa tinh khiết. Cái thứ hai nữa là vẫn duy trì cái cung ứng vật tư nông nghiệp cho thành viên hợp tác xã. Và năm 2021 là hợp tác xã đưa vào cái vận hành cái nhà máy sấy lúa. Thì cũng đã vừa đau và vận hành cái vụ này xong. Thì từ đó là góp phần là nâng cao cái đời sống và nâng cao cái thu nhập cho nông dân của Hòa Mỹ, trong đó là kể cả cán bộ hợp tác xã. Với vai trò tập hợp và đoàn kết các thành viên, đổi mới tư duy, năng động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đội ngũ tập thể lãnh đạo điều hành hợp tác xã, nhạy bén nắm bắt tình hình thị trường, mạnh dạn khai thác tiềm năng thế mạnh của thành viên, hợp tác xã nông nghiệp Hoài Mỹ đã và đang đi đúng hướng trong việc xây dựng hợp tác xã kiểu mới, khẳng định mình trong nền kinh tế thị trường, góp phần phát triển nông nghiệp và nông thôn của địa phương. Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền hợp tác xã được tỉnh và thị xã Hoài Nhơn khen tặng về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã.